À, còn về việc là cuộc họp của tuần tới đó thì đối với thường đó thường có một số cái um, suy nghĩ nhưng mà trước hết các bạn có biết là nhiều quốc gia bây giờ thường chia sẻ với các bạn đang ngay chúng ta nói tới uh, những quốc gia ở châu âu như là ở đức ở anh vân vân thì uh, đang trên con đường là tăng lãi suất lên hay là chuẩn bị tăng lãi suất lên nhưng mà có một quốc gia là không có tăng lãi suất lên mà còn làm ngược lại đó chính là trung quốc các bạn thấy được là hôm nay đó Thông tin mới nhất cho chúng ta thì được là Ngân hàng Trung ương của Trung Quốc đó đã cắt cái uh, lãi suất cho tiền lãi một năm cho những người mà. Có thể là mượn với cái giá tốt đó Cắt là 0.10% Từ 3.8 còn 3.7 Và cái uh, lãi suất cho Những cái nợ mà 5 năm đó Cũng được giảm xuống từ 4.65 còn 4.6 Thì tại vì sao Tại vì uh, Trung Quốc đang lo sợ cái điều ngược lại Đó chính là cái nền kinh tế đó Không phát triển nhanh như là mong đợi Cho nên bây giờ cắt giảm lãi suất Để mà có thể kích thích nền kinh tế Và nhất là các bạn thấy là Trung Quốc cũng đang Đối đầu với là những cái sự cố như là Evergrande uh, về cái việc là ở Trung Quốc thì bất động sản đang bị tồn động cho nên cái việc mà cắt giảm lãi suất cũng có thể kích thích được cái nguồn lượng người mà muốn mượn tiền để mà mua nhà để mà mua uh, xe hay là những cái công ty có thể mượn tiền để họ có thể là chống chọi được với uh, những gì có thể xảy ra. Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là Trung Quốc thì nền kinh tế tăng 8,1% trong năm 2021 nhưng mà cái phần trăm này vẫn thấp hơn là nhiều người mong đợi là 8,4% vì lý do đó Trung Quốc đã làm ngược lại là giảm lãi suất chứ không phải là tăng lãi suất ở Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác thì lại muốn tăng lãi suất thường hơn thì nghĩ là cuộc họp tuần sau đó nếu như mà Fed chia sẻ đó là giống như mà mọi người suy nghĩ hay là không có như mọi người suy nghĩ có nghĩa là tốt hơn đó thì thị trường sẽ có cái xu hướng rất là tốt giống như là mọi người bây giờ ra phần lớn thì ai cũng hiểu là ít nhất Fed sẽ tăng lãi suất 3 lần trong năm nay và mỗi lần tăng nó có thể là 0,25 hay là dưới con số đó. Nếu như mà Fed xác nhận điều đó, năm nay chỉ tăng 3 lần và mỗi lần tăng là tăng 0,25 hay là xuống con số đó hay là Fed nói năm nay có thể chỉ tăng hai lần thôi thì đó là những cái kết quả chúng ta muốn tuần sau thì sẽ dẫn đến là thị trường sẽ có cái sự phát triển rất là tốt Nếu như mà Fed đưa ra những cái lời nói lo ngại nhiều hơn và họ muốn là có cái sự tăng mạnh hơn hay là có nhiều tăng À, lần hơn như là tăng 4 lần, 5 lần, 6 lần Thì uh, thị trường sẽ có nhiều cái sự dao động Đó là những gì có thể xảy ra tuần sau Nhưng mà đối với Thuận đó, thì Thuận nghĩ là Khả năng trước đó, nó sẽ có khả năng cao hơn Tại vì sao vậy? Tại vì các bạn thấy được là có uh, một điều Sẽ xảy ra trong tháng 11 của năm nay uh, Ngày 8 tới tháng 11 năm 2022 Đó chính là cái uh, tái bầu cử Hay là như gọi là midterm election Bầu cử giữa nhiệm kỳ thì đây là cuộc bầu cử liên quan thuốc hội trong đó đó các bạn thấy được là tất cả những cái chiếc ghế của hạ viện 435 chiếc ghế sẽ được bầu trở lại và 34 trên 100 chiếc ghế của thượng viện sẽ được bầu trở lại có nghĩa là tất cả 100% hạ viện và 33% 1 phần 3 của thượng viện giấy sẽ được bầu trở lại và trong cái đợt bầu này đó thì các bạn thấy được là hiện bây giờ thì Đảng dân chủ đã chiếm cái phần đông ở cả Thượng Viện và Hạ viện thì mọi người bây giờ đang suy nghĩ là cái phần đông đó nó có bị mất hay là không và khi mà chúng ta thấy được là những nhà lập pháp đó cần phải ra tranh cử trở lại thì cái mà họ không muốn thấy là thứ nhất đó, là nền kinh tế bất ổn và thứ nhì nữa là công an việc làm không được tốt khi bạn thấy được là cả hai điều này rất là quan trọng tại vì các bạn nhìn vô lịch sử đó những lúc mà nhiều người thất nghiệp hay là nền kinh tế bất ổn thì những người lập pháp sẽ bị thay thế bởi những người mới cho nên khi mà các bạn là người lập pháp mà đang giữ chức vụ là thượng nghị sĩ đi các bạn sẽ muốn thấy nền kinh tế tốt ai cũng kiếm được tiền cho nên vì lý do đó đó các bạn thấy là fed có một cái nhiệm vụ cực kỳ khó khăn tại vì chúng ta cũng đã thấy được là fed muốn tăng lãi suất để mà quản lý cái phần trăm lạm phát lạm phát cao sẽ làm khổ cho người dân và sẽ dẫn đến là chúng ta sẽ đi vào một cái chuỗi cứ xoay quanh liên tục có nghĩa là lạm phát cao có nghĩa là vật giá leo thang thì những người mà đi làm đó họ sẽ đòi hỏi là lương họ phải cao hơn khi mà họ đòi hỏi lương họ cao hơn đó thì những công ty khi mà đáp ứng cho lương cao hơn họ sẽ nâng cái giá hàng hóa lên và cứ như vậy chúng ta cứ lập lặp lại hoài đó là một cái việc lập lặp lại không có tốt cho nên vì lý do đó họ cần phải quản lý lạm phát thứ nhì nữa mà họ cũng không thể tăng lãi suất quá cao tại vì nếu họ tăng suất quá cao đó có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán và nền kinh tế cho nên rất là khó khăn họ không thể không làm gì hết tại vì không làm gì hết thì cũng có thể dẫn đến kinh tế bất ổn tại vì lạm phát quá cao nhưng mà làm cái gì tăng lãi suất lên thì lại có ảnh hưởng đến nền kinh tế họ rất là khó xử hiện bây giờ đối với thuận là như vậy à, nhưng mà vì lý do đó đó thường nghĩ là Fed sẽ đưa ra những cái quyết định nó khá là an toàn giống như là sẽ tăng như là họ đã nói tới nhưng mà sẽ tăng từ từ cho nên thì tôi nghĩ là cái khả năng là chúng ta sẽ thấy Fed đưa ra cái lời phát uh, biểu tương tự như là nhiều người đã nghĩ đến thì sẽ tốt cho thị trường. Tôi nghĩ đó là khả năng cao hơn. Các bạn nghĩ như nào? Các bạn hãy comment ở bên dưới. Nói tới đây đó thì uh, các bạn thấy được là chúng ta có thể nhìn vào một số những cái uh, thông tin căn bản liên quan đến uh, OnChain thì cũng không có gì thay đổi nhiều đâu các bạn. Các bạn đã thấy rồi. Thứ nhất đó là chúng ta nhìn vào cái số lượng lệnh đòn bẩy vẫn còn rất là cao. Các bạn đã nhìn thấy cái đường màu xanh trên uh, màn hình đó rất nhiều linh đồng bảy hiện bây giờ. À, và các bạn có thể thấy được là những linh đồng bảy này á thì chúng ta nhìn vào funding rate thì đang ở con số dương là 0.004. Không phải là dương lắm nhưng mà có nghĩa là cái số lượng linh đồng bảy này đó thì nó nghiêng về phía bên lệnh long một chút nhiều hơn là short ở thời điểm hiện tại. Và chúng ta nhìn vào cái tài liệu mà thường hay nhìn đó, liên quan tới cái số lượng Bitcoin và Ethereum trên sàn Thì các bạn đã thấy rồi cái hình mình trên này đó là cái số lượng Ether trên sàn thì gần đây Chúng ta thấy được là tuy là cái uh, lực bán có thể là nhiều hơn lực mua dẫn đến giá cả đi xuống à, thêm một chút. Nhưng mà các bạn thấy được là những người mà thu mua đó thì họ đem Bitcoin ra khỏi sàn. Có nghĩa là dấu hiệu tích lũy. Các bạn thấy cái đường màu xanh này vẫn tiếp tục là cái xu hướng đi xuống. Và các bạn nhìn vào uh, Bitcoin cũng tương tự như vậy. Cái đường màu xanh này đại diện cho cái số lượng Bitcoin trên sàn vẫn tiếp tục đi xuống. Và các bạn có thể thấy rõ hơn khi mà Thuận chia sẻ với các bạn uh, cái thông tin tính theo ngày đi. Các bạn thấy được đây là... À, cái số lượng Bitcoin nạp vào rút ra tính theo ngày thì các bạn thấy được là 1, 2, 3, 4, 5 ngày liên tục Chúng ta thấy là Bitcoin rời khỏi nhiều hơn là nạp vào Ngày hôm nay thì ra sao? Ngày hôm nay đó khi mà chúng ta à, nhìn vào tính theo giờ đó Tuy là có một số thời điểm có nhiều Bitcoin đẩy lên Nhưng mà tính theo giờ các bạn thấy được là chúng ta vẫn có khả năng là hôm nay đã kết thúc là nhiều Bitcoin rời khỏi hơn là nạp vào Ethereum đó thì các bạn thấy được là cũng tương tự Đây là tính theo ngày thì các bạn đã thấy rồi À, hầu như là hơn cả tuần qua là màu đỏ Nghĩa là nhiều y tờ rồi hỏi hơn là nạp vào chúng ta chuyển qua tính theo giờ đi thì các bạn sẽ được là trong ngày hôm nay đó cho đến bây giờ thì khả năng như thế nào khả năng đó các bạn sẽ thấy được là khả năng ngày hôm nay của Ethereum là vẫn là Ether sẽ rời khỏi như hình nạp vào đây là những thông tin căn bản liên quan tới Onchain đối với thuần là bây giờ cũng không khác gì so với ngày hôm qua và ngày trước đó à, vẫn không có những cái uh, dấu hiệu xấu hiện bây giờ đang xảy ra đối với Onchain và Thuận sẽ chia sẻ một cái hopium uh, với các bạn à, đó chính là một cái uh, thuyết được uh, chia sẻ ở trên uh, Twitter thì uh, James Lavish đã chia sẻ một cái thuyết nói là Bitcoin đó một ngày nào đó sẽ đạt được 1 triệu đô la cho một Bitcoin Làm sao có thể có chuyện này Đó chính là cái điều chia sẻ của James Lavich Nói là ông ta không cần phải nhìn vào stock flow hay bất cứ một mô hình nào Chỉ nhìn vào toán học thôi Chúng ta có thể thấy được là cả thị trường này bây giờ đó cực kỳ nhỏ Chúng ta đã thấy là khi mà các bạn nhìn vào con đi thì tổng số vốn hóa của BTC bây giờ là 794 tỷ à, trong khi các bạn thấy được là cả thì crypto đó tổng số hóa chỉ có 2,09 nghìn tỷ mà thôi và trở lại với lại cái thuyết của James Lavers thì nói là chúng ta à, đã thấy đó là thị trường à, chúng ta nói tới thị trường trái phiếu đi là 137 nghìn tỷ thị trường chứng khoán đó là 117 nghìn tỷ à, thị trường bất động sản mà không tính à, bất động sản nông trại đó bất động sản thường thôi thì là 290 nghìn tỷ chúng ta nói tới là thị trường mà các bạn mua những bức tranh để mà sưu tầm đó thì đã là 25 nghìn tỷ rồi thị trường vàng là 10 nghìn tỷ và các bạn thì được là chúng ta tính tiền mặt ở trên thế giới này đó mà chúng ta tính theo đô la đó thì số lượng tiền mặt đô la là 130 nghìn tỷ có nghĩa là Tổng cộng đó, những thứ này đã lên tới 706 nghìn tỷ. Các bạn cứ nghĩ đi, nếu như mà James Lewis nói là Bitcoin chỉ cần chiếm được 1%, 1 của tổng số giá trị bên trên thôi thì đã là 7.000 tỷ như là một đồng Bitcoin có thể đáng giá tới 337.000 đô. Nếu như Bitcoin chiếm được 2% là 14.000 tỷ là đáng giá tới 667.000 cho một đồng BTC. Và các bạn thấy được là nếu như Bitcoin chiếm được 3% của tổng số hóa bên trên thôi thì đã là một triệu đô la cho một BTC rồi. Cho nên đối với chemla về bitcoin là một cái loại tài sản mà sẽ không có nằm lơ lửng đâu một là bitcoin đi về con số 0. còn hai là bitcoin sẽ rất đáng giá một trong hai mà thôi và chemla về tự nhiên tin tưởng là bitcoin một ngày đó sẽ đến 1 triệu đô la cho một đồng bitcoin các bạn nghĩ như thế nào hãy comment bên dưới thường thì chỉ muốn đem đến cái lượng Hopium để các bạn có thể sử dụng ngày hôm nay mà thôi nói tới đây đó thì có một số những cái thông tin nổi bật khác thì muốn chia sẻ với các bạn và thông tin ngắn gọn mà thôi tại vì bây giờ cũng khá trễ rồi gần 10 giờ đêm rồi thì à, đây là cái thông tin mà trong năm 2022 này đó à, chỉ nửa năm đầu tiên thôi thì chúng ta có thể được cái số lượng ngân hàng nhỏ đó gọi là community bank sẽ có thể có những sản phẩm liên quan tới à, trading bitcoin và đây là cái sự hợp tác giữa công ty mà phụ thuộc vào công ty NYDAG công ty mà giúp đỡ nhiều ngân hàng lớn đó à, để mà tiếp cận được với là crypto đó thì công ty Stormreach, à, là công ty phụ thuộc và công ty mẹ là nydag sẽ là công ty hỗ trợ những cái uh, ngân hàng nhỏ này tới 300 ngân hàng lần Thật ra cũng không gì gọi là quá bất ngờ đâu các bạn Những ngân hàng lớn thì đã bắt đầu có dịch vụ này rồi Những ngân hàng nhỏ thì đương nhiên cũng sẽ phải theo sau mà thôi Kế tiếp là thông tin mà cũng gây khá nhiều cái sự xôn xao hiện bây giờ Đó chính là công ty Google đã mướn một giám đốc của công ty PayPal Và mướn giám đốc này làm gì? Giám đốc này đó là sẽ đến công ty Google Để mà tạo ra một con đường mới Mở ra một con đường mới Đây là cái lời đến từ nhà báo Bloomberg Thì Arnold Goldberg sẽ là giám đốc À, rời khỏi uh, paypal để mà đến google và đến google đó để làm những cái uh, việc tương tự ông ta đã làm đối với paypal có nghĩa là sẽ uh, có những cái uh, dịch vụ ngân hàng điện tử đương nhiên cái bài viết này không nói rõ là Google à, đã chia sẻ kỹ chưa Google chỉ nói phong phanh là mướn người này đến Google để mở một con đường mới về dịch vụ ngân hàng điện tử mà thôi và theo thông tin chúng ta biết đó thì à, công ty Google đã hợp tác với công ty Coinbase và BitPay để có thể đem crypto lên trên Google Pay đó là những cái à, tin đồn hiện bây giờ mà đang được rất nhiều người nói đến có nghĩa là Google thực sự đã chính thức bước vào cuộc chơi này rồi chúng ta cũng đã biết là sớm muốn gì cũng là như vậy mà thôi nhưng mà bây giờ đã có nhiều thông tin à, nó chi tiết hơn. Và những người nào mà sử dụng Crypto.com, bạn thân thường cũng sử dụng Crypto.com thì à, thường cũng mới biết thông tin là có một cái diệu hát khoảng chừng là 33 triệu đô la đã bị hát, lấy cắp đi à, từ cái sàn Crypto.com thì à, dựa theo những thông tin chúng ta à, nhận được đó, thì con số này đó là tổng cộng là trong cái ví nóng của sàn Crypto.com thì khoảng chừng là 4.600 Ethereum khoảng chừng là đáng giá 14,6 triệu đô la và bốn 144 BTC Đáng giá khoảng chừng là 18 triệu đô la, nghĩa là cộng lại hai cái này là khoảng 30 triệu đô la đó. đã bị lấy mất đi uh, từ sàn crypto.com thì um, con số này cũng là con số lớn nhưng mà sàn uh, crypto.com là một sàn mà có rất nhiều tiền các bạn có nên nhớ là họ bỏ ra. Tôi nhớ là tới uh, 700 uh, tỷ hay là 70 tỷ gì đó con số rất là lớn để mà họ có thể để cái tên crypto.com à, lên à, để mà thay thế cái à, stable stadium ở Los thì đương nhiên công ty này có hết nhiều tiền thì à, thằng nghĩ là 3 2, 3 triệu đó với họ cũng không phải con số lớn lắm đâu và thật ra bây giờ crypto.com cũng đau động là bình thường rồi họ nói là à, tất cả những cái tiền của người ta gửi vào đó đều có, được bảo quản và an toàn ở thời điểm hiện tại tuy nhiên họ vẫn chưa chia sẻ thêm những thông tin chi tiết. Và đây là những cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn à, ngày hôm nay bây giờ cũng gần 10 giờ đêm rồi Thường sẽ nhân cái video này và một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay Dành riêng cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi của cộng đồng Thuận Capital Thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này Các bạn có thể tìm thấy những cái ưu đãi mà các bạn chỉ có thể nhận được khi mà tham gia Thông qua link của Thuận Capital cho những sàn như là sàn Bybit, sàn Nex, sàn Binance, sàn Fashion Moon XBT, sàn FTX Trong đó chúng ta có thể nhận được những bonus như là giảm phí giao dịch Hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn này và những người nào mà ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase và sàn Binance US. Những người nào mà thích gửi tiền trực số để mà lấy lại hàng tháng thì có thể tìm hiểu những ứng dụng như là Nexo hay là BlockFi. Và đương nhiên, Crypto One ứng dụng phân tích hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng. Tất cả những thông tin chi tiết các bạn có thể tìm thấy bên dưới cái phần mô tả của video này. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.